小麻烦，快让奶爸陪你玩，你的未来交给我承担。当亲妈，当保安，做一个快乐暖男，当时为你而勇敢。马不跑，就不站，发型造型都不管，摇滚必须摇到你喜欢。姐夫来，姐三满，为你把钱赚，想着美女靠边站。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个月弯弯，哎呀呀呀，你的成长有我不孤单。哎呀呀呀，奶爸军团组成一把伞，盛开就是一片天蓝蓝。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个星星闪，哎呀呀呀，这个画面太美不敢看。哎呀呀呀，奶爸军团组成一条船，开向那一片海蓝蓝。ông bố bỉm sữa tập 8. Uông Đông Dương à, Uông Đông Dương, không phải tôi nói cậu chứ. Rõ ràng nhìn thấy mọi người tâm trạng đều không tốt, lại cứ xông qua đó làm gì? Tôi lại không có mắt nhìn như vậy, tự mình thích nghe mắng sao? Chẳng ngốc hay sao chứ? Anh chuột, rốt cuộc anh ở đâu? Bà ơi, gần đây có đắt hàng không? Cháu thấy bà cũng lớn tuổi rồi. Đen đuổi quá. Chẳng có ai thê thảm như mình. Ôi trời ơi, trên mặt dính phân mà vẫn đẹp trai thế này. Anh có nói gì đâu. Mã Tiểu Hồng, cho em lại vào đây. Đây là nhà vệ sinh nam. Em ra ngoài, tôi mặc kệ là nhà vệ sinh nam hay nữ, đi theo tôi. Đi, đi đâu? Kết hôn. Đừng, đừng kích động. Nhìn cái gì? Cứ đi đi, tôi xử lý chút việc nhà. Được rồi, đi nào. Anh định chạy đi đâu vậy? Không phải, anh không chạy. Anh không định chạy sao? Lần trước anh chạy nhanh lắm mà. Không đúng. Không không. Chắc chắn là em nhận nhầm người rồi. Chúng ta chưa hề gặp nhau. Chắc chắn là em bị ảo giác rồi. Ảo giác? Không không. Chú ý kiểu tóc của anh một chút. Alo, chính là tôi. Vậy sao? Được, được, được. Cảm ơn. Tôi sẽ tới ngay. Ai gọi điện vậy? Ông chủ siêu thị ở công viên. Ông ấy xem trong camera, thấy có một người đàn ông mang theo một đứa trẻ. Bộ dạng và quần áo của đứa trẻ đó rất giống với đô đô của chúng ta. Mau tới đó ngay, nhanh lên. Mà bánh nướng, đây là chỗ nào? Là nhà tôi thuê. Em đưa anh đến đây làm gì? Cái gì? Làm gì vậy? Ngồi xuống. Không ngồi. Lần này tôi tới tìm anh là do bố mẹ chồng ra lệnh cho tôi cổ cưới, có thể không làm.
Mã bánh nướng. Em hiểu rõ con người anh mà. Anh là người rất coi trọng tiết tháo. Nếu anh không thể cho em một hôn lễ hoàn hảo, nếu anh không thể cưới em một cách đàng hoàng, thì anh tuyệt đối không đồng ý. Hai chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ thị trấn cho đến huyện thành của chúng ta, bạn học cũ, hàng xóm láng giềng của chúng ta, ai mà không biết chúng ta là một đôi chứ? Có tổ chức hôn lễ cho em hay không, đối với em đều không quan trọng. Em thật sự không để tâm. Em không để tâm. Nhưng mà anh thì có. Anh là một người đàn ông. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nếu anh không thể gây dựng nên một chút sự nghiệp, anh tuyệt đối sẽ không quay về quê hương đâu. Đúng là anh đã gây dựng nên sự nghiệp, đã gây dựng nên cả cơ đồ. Cơ đồ rất là lớn nữa. Em có ý gì? Mã bánh nướng. Anh, ngày nào anh cũng vất vả làm việc. Anh muốn làm huấn luyện viên ở phòng gym. Huấn luyện viên một lúc 5-6 người. Anh sống có dễ dàng đâu. Anh sống không dễ dàng. Đúng vậy. Cực kỳ không dễ dàng. Cực kỳ đúng. Không những làm huấn luyện viên, anh còn huấn luyện ra một đứa con nữa. Cái gì? Cái gì chứ? Em nói cái gì vậy? Mở to con mắt chuột của anh ra mà nhìn nè. Tôi đã đến trung tâm giám định rồi. Anh giải thích rõ ràng cho tôi. Chuyện này Đông Dương sao không nghe điện thoại vậy? Điện thoại của anh kìa. Nghe máy đi. Nghe đi. Nghe đi. Không cần nghe, chắc là chào bán bảo hiểm thôi. Có nghe không? Alo. Alo Đông Dương ạ? Chúng tôi có manh mối về Đô Đô. Cậu mau tới đi. Được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tới tìm mọi người ngay. Tiểu Hồng, anh có lỗi với em. Anh có lỗi với chú Mã, cô Mã. Anh có lỗi với cha mẹ của anh. Anh có lỗi với trời, có lỗi với đất. Anh tội đáng muôn chết. Được rồi, anh im miệng đi. Mỗi lần tôi tìm thấy anh, anh đều giở trò khóc lóc. Tưởng tôi dễ bị lừa lắm đúng không? Lần này không giống lần trước. Cuộc điện thoại này của bố vợ tương lai gọi cho anh. Em đoán không sai. Đúng là anh đã làm một chuyện mà đàn ông rất dễ làm sai. Mấy tháng trước, người của nhà đó mang một đứa trẻ tới tìm anh. Nói đứa trẻ là con anh. Đương nhiên anh không tin. Anh đưa đứa trẻ đó đến trung tâm giám định làm xét nghiệm. Nhưng kết quả là gì? Chính là con của anh. Anh phải gánh trách nhiệm này. Anh phải nhận đứa con này. Đứa trẻ không có tội. Em biết không? Đứa trẻ này anh bắt buộc phải nhận. Anh phải cho đứa trẻ này một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ đứa trẻ nói, nếu anh không lấy cô ấy thì cả đời này cô ấy sẽ không cho anh gặp mặt con. Cô ấy sẽ đưa đứa trẻ đến cô nhi viện. Tiểu Hồng, em xem, đây chính là con trai của anh, Uông Tiểu Dương. Đứa trẻ đáng yêu thế này, sao có thể nhẫn tâm đưa đến cô nhi viện chứ? Đây là con trai anh sao? Trên này có viết rồi đó. Tiểu Hồng, anh hiểu em rõ nhất. Em tuyệt đối sẽ không vì hạnh phúc của mình mà cướp đoạt quyền lợi được trưởng thành bình thường của một đứa trẻ. Anh đi đi. Đợi đã. Làm gì vậy?
Anh chuột. Hai chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em coi anh giống như anh trai ruột của mình. Cho dù nói thế nào, em cũng coi như là cô của Uông Tiểu Dương. Lần này em đi cũng không mang theo nhiều tiền. 200 tệ này anh cầm lấy, giữ lại mà mua ít đồ ăn ngon cho Tiểu Dương, chăm sóc nó tử tế. Cảm động quá. Anh thầy Tiểu Dương cảm ơn em. Em giữ gìn sức khỏe nha. Đứa trẻ này sao nhìn quen quá vậy? Alo, Trang Sang à, báo cho em biết một tin tốt. Tìm thấy Dodo rồi, đang ở đồn cảnh sát. Ngoan nào, ngoan nào. Đi thôi, mau lên. Được, Vương Mạnh, cảm ơn anh. Lần này anh thật sự đã giúp một chuyện rất lớn. May mà có anh, khách sáo làm gì. Đây là việc anh nên làm. Bây giờ anh quan tâm tới Dodo. Nói cái gì vậy chứ? Thật ra trong lòng anh vẫn luôn coi Dodo là cháu ruột của mình. Nào Dodo, chú bé nào. Cẩn thận, chậm thôi, chậm thôi. Chúng ta về nhà nha. Chắc chắn Dodo chưa ăn ngủ đầy đủ rồi. Chúng ta đưa nó về nhà, nghỉ ngơi nha. Đi, nào. Đi, chúng ta đi thôi. Trăng Sang, thế này là sao? Thế này là ý gì? Bắt đầu từ hôm nay, tôi và Dodo không ở nhà của anh nữa. Tôi sẽ tìm một bảo mẫu cho Dodo. Sau này tôi sẽ nuôi nó một mình. Quang Sang Sang, làm mất Dodo là trách nhiệm của tôi. Cô giận thì cứ nhầm vào tôi, không liên quan đến Cao Hàng. Quang đại tiểu thư, Dodo bị mất tích, thật ra ba chúng tôi đều rất lo lắng, đặc biệt là Cao Hàng. Nếu cô thật sự làm như vậy thì anh ấy, đặc biệt là Cao Hàng. Chú Cao, chắc anh cũng biết, tôi chuyển đến chỗ anh chính là để thay Dodo kiểm tra xem anh rốt cuộc có phải là một người bố tốt không. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, kết quả đã đủ chứng minh anh căn bản không đủ tiêu chuẩn làm một người cha, càng không xứng làm cha của Dodo. Tôi không quan tâm giữa anh và Dodo rốt cuộc có quan hệ máu mủ hay không. Sau này tôi sẽ không giao đứa trẻ cho anh nữa. Con muốn ba cơ. Đưa con về nhà. Dodo, chúng ta đi thôi. Về nhà được không? Ngoan nha, chúng ta đi nào. Đi thôi. Đi nào Dodo, đi nào. Có lẽ Trang Sang nói đúng. Tôi chính là một người cha không đạt tiêu chuẩn. Đèn đã sáng suốt đêm rồi mà không thấy động tĩnh gì. Chúng ta vẫn phải để ý tới anh ấy. Cậu nói xem, liệu anh ấy có nghĩ quẩn? Trẻ không đâu, nhìn anh ấy ổn mà. Anh ấy đau ở chỗ này. Cậu nói xem, ly hôn với vợ, con gái bị đưa đi mất. Không dễ dàng gì có một đứa con trai từ trên trời rơi xuống lại không gặp nữa. Chuyện này ai mà chịu đựng nổi. Bây giờ anh cả cần được yên tĩnh. Giờ anh ấy không cần yên tĩnh, anh ấy cần Dodo. Thật ra tôi cũng vậy. Alo, Đại Phát, Cao Hàng, xe đồ nướng của anh còn làm nữa hay không vậy? Xe đã để ở chỗ tôi hơn một tuần rồi, mau đến mang đi đi. Đại Phát, xe đồ nướng tạm thời để chỗ anh. Giờ tôi không có tâm trạng nào. Đừng có không làm chứ.
Tốn bao công sức để làm, anh không bán nữa thì đáng tiếc lắm. Được rồi, anh đừng nói nhiều nữa, mau đến tìm tôi đi, tôi ở đây đợi anh. Mình mới tăng ca có 2 ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay để mình nghỉ ngơi thoải mái đi. Mấy hôm trước mình lo chết đi được. Chẳng trách chú Cao gọi điện cho mình. Chú Cao gọi điện cho cậu sao? Giả tạo. Anh ta gọi cho cậu làm gì? Anh ấy nhờ mình chăm sóc cho cậu và Dodo. Còn nói đã dọn dẹp xong hết đồ đạc của Dodo rồi. Bảo cậu tới lấy. Cậu giúp mình nói với chú Cao một tiếng. Những đồ đạc đó của Dodo dứt hết đi. Mình đã mua hết đồ mới cho nó rồi. Mình nói một câu, cậu đừng chê nha. Mình thấy trong chuyện này chú Cao không hề sai. Không sai hả? Dodo là do mình làm lạc mất sao? Cậu không thể cứ mãi bám vào chuyện này được. Dù sao Dodo cũng là con của chú Cao. Được rồi, đừng nhắc tới người đó trước mình nữa. Có phải là con anh ta hay không? Buổi chiều có kết quả giám định rồi mới biết. Cậu có thể thực tế hơn một chút không? Một mình cậu có nuôi đứa trẻ nổi không? Một người hoàn toàn có thể chăm sóc được. Mình đã thuê 2 bảo mẫu chăm sóc cho Dodo rồi, thay phiên chăm sóc nó. Thật bái phục cậu. Chuyện lớn như vậy, cậu cũng không nói với mình một tiếng. Cậu còn coi mình là bạn thân không? Vừa xảy ra gấp gáp quá, không kịp nói. Nhưng lần này may nhờ có Vương Mảnh nên mới tìm lại được Dodo. Vương Mảnh? Sao cậu lại dây dò anh ta lần nữa? Được rồi, đừng nhắc đến người này nữa. Buổi chiều cùng mình đến ngân hàng một chuyến. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy con người Vương Mảnh tâm địa bất chính. Cậu vẫn nên đề phòng anh ta một chút. Bây giờ chúng ta hãy tận hưởng cho thoải mái đi. Thanh toán. Xin lỗi thưa cô, thẻ tín dụng này không quẹt được nữa. Quẹt thẻ khác đi. Rốt cuộc cậu tiêu tiền kiểu gì mà thẻ lớn như vậy cũng bị quẹt hết rồi. Gần đây mình có tiêu gì đâu. Thưa cô, thẻ này cũng không quẹt được. Xin lỗi. Trả tiền mặt vậy. Có phải hệ thống ngân hàng xảy ra vấn đề gì không? Vừa khéo chiều nay chúng ta tới ngân hàng tiện thể hỏi xem sao. Phiền chết đi được. Trước kia những việc này đều là mẹ và chị giúp mình làm. Nào, ai tới cũng hỏi tôi đây là thứ gì. Tôi phải lấy bạc che nó lại. Quá tuyệt. Tôi thật sự rất khâm phục anh. Một thứ lớn thế này mà lại làm một mình. Có giỏi không chứ? Đại Phát, tôi thấy chuyện bán đồ nướng này hay là thôi đi. Tại sao? Tại sao lại thôi? Ý tưởng này rất là tốt mà. Anh nhìn xem, nhìn xem. Bản thiết kế hoàn hảo thế này, tôi còn giúp anh giữ lại nữa. Dodo không ở bên cạnh anh thì anh vẫn là ba của Dodo. Anh nói lúc trước anh không giành được quyền nuôi dưỡng Tiếu Tiếu, chính là vì người khác cho rằng anh không thể cho Tiếu Tiếu cuộc sống tốt hơn. Vậy giờ Dodo phải rời xa anh. Tôi cho rằng anh nên mở cửa hàng bán đồ nướng, kiếm một mớ tiền. Khiến quan sang sang cũng thấy được anh hết lòng với Dodo. Như vậy chẳng được sao? Anh nói đúng. Vì Tiếu Tiếu, vì Dodo, tôi nên mở bán quầy đồ nướng này.
vậy mới đúng chứ. Anh yên tâm, nếu xe đồ nướng này của anh mở bán, cả đời này tôi sẽ là khách hàng trung thành của anh. Cô Quang xin lỗi, thẻ tín dụng của cô đã bị đóng băng rồi. Đóng băng? Hôm qua tôi vẫn còn dùng được mà. Ở chỗ chúng tôi hiển thị thẻ của cô bị đóng băng vào lúc 12 giờ 15 phút trưa nay. Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi không thể biết được. Sao lại thế này chứ? Được. Được. Cảm ơn chú Lưu. Trang Sang, là thật đó. Một người bạn cũ của ba mình làm việc ở ngân hàng. Chú ấy nói không chỉ tài khoản ngân hàng của cậu bị đóng băng, mà cả tài khoản của tập đoàn Quan Ái cũng bị đóng băng rồi. Không thể nào. Tài khoản công ty làm sao cũng bị đóng băng được chứ. Lúc trước không phải cậu từng đến công ty họp mấy lần sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể không có chút dự báo nào. Mọi chuyện buôn bán đều do chú Ngụy xử lý. Mình cũng không rõ lắm. Vậy chúng ta phải đi hỏi chú Ngụy. Xảy ra chuyện lớn thế này, chắc chú ấy biết nhiều hơn cậu. Cậu mau gọi điện thoại cho chú ấy đi. Mau lên. Cảm ơn. Tôi ở ngay chỗ chợ đêm. Cảm ơn nha. Cho hai que. Bạn nhỏ, cái này cho cháu nè. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Tạm biệt. Thơm quá đó đại ca. Làm sao mà anh nghĩ ra được? Làm sao mà anh làm được vậy? Cũng dự định một thời gian rồi. Trước khi Tiếu Tiếu rất thích ăn, nên giờ mới làm. Vẫn hơi có chút tiếc nuối. Đúng rồi. Cậu nấu ăn giỏi như vậy, cậu giúp tôi thử xem. Xem mùi vị có cần điều chỉnh không? Được. Thế nào? Nếu cay thêm chút nữa thì sẽ ngon hơn. Cay thêm hả? Được. Anh đang làm cái gì vậy? Anh không đòi Dodo về ở đây bày quầy hàng có ý gì? Nếu anh thật sự không muốn đánh mất Dodo thì anh phải cố gắng đi giành lấy, chứ không phải ở đây bán quầy hàng. Đó mới là hành vi của một người cha. Không phải đâu lão Tam, hôm nay anh đừng nói gì. Cao Hàn, tôi nhìn người cha như anh không thuận mắt chút nào. Chỉ biết nói mình không xứng đáng làm một người cha. Anh tưởng rằng chỉ có một câu tự trách mình như vậy là có thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi coi thường loại đàn ông như anh, coi thường loại cha như anh luôn. Lão Tam làm sao vậy? Cậu ấy tức giận cái gì? Đại ca, qua đó ăn chút gì đi. Anh thực sự dự định bày quầy đồ nướng bán hàng sao? Có phải cậu cũng cảm thấy tôi không nên làm chuyện tầm thường như vậy? Cậu có biết tại sao tôi không giữ Dodo lại không? Không sợ cậu chê cười. Tình hình kinh tế hiện nay của tôi quả thật không thể cho Dodo một cuộc sống thoải mái, đầy đủ. Lúc trước tôi nói tôi không phải là một người cha tốt, đó không phải là kiếm cớ, mà là lời thật lòng. Là một người cha, là một người chồng, là một người đàn ông, đều rất thất bại. Cho nên mới nói anh làm quầy hàng đó là để kiếm tiền. Cao Hàn, thứ đứa trẻ cần không phải là tiền, mà là tình yêu, là ở bên cạnh. Trước kia cũng từng có một người cha, để thay đổi cuộc sống của gia đình, đã nhẫn tâm dứt bỏ người vợ, người mẹ và con trai của mình. Đúng. Đúng là về sau ông ấy đã kiếm được tiền. Ông ấy kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng khi ông ấy muốn quay về,
thì người vợ đã rời bỏ ông ấy. Người mẹ đã qua đời. Còn đứa con đó, chắc là ông ấy muốn nhận cũng không được nữa rồi. Anh nói xem ông ấy kiếm được nhiều tiền như vậy rồi có được cái gì? Ông ấy chẳng được gì cả. Anh thấy vậy có ý nghĩa không? Cao Hàn, nếu anh bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con thì anh bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được. Thế nào rồi? Chú Ngụy đi di dân rồi. Nửa tháng trước đã đi rồi. Sao lại trùng hợp vậy? Giờ phải làm sao đây? Để mình mở cửa. Chào cô. Là thế này, phòng tài vụ thông báo là các cô có một khoản chi phí bao gồm cả tiền ăn uống, tất cả là 2,7 vạn. Đây là yêu cầu thanh toán, mời cô xem. Hiện nay chúng tôi cũng suy nghĩ tới việc các cô là khách VIP của khách hàng chúng tôi. Việc thanh toán trước kia cũng rất tốt, cho nên đề nghị các cô trong vòng 3 ngày thanh toán nốt khoản còn lại. Nếu không thì chúng tôi sẽ thu hồi căn phòng này. Giờ phải làm sao đây? Xong rồi, còn tiền lương thì sao? Đúng vậy. Sao các anh có thể làm thế này? Chúng tôi ở đây cũng không phải là chỉ 1-2 ngày. Tiểu Mạc, đừng nói với anh ta nữa. Căn phòng này tôi đã ở chán rồi. Lát nữa tôi sẽ chuyển đi. Tiểu Mạc, giúp mình gọi điện cho công ty chuyển nhà. Cảm ơn. Thế này, liệu có phải được quay về nhà của ba không? Trăng Sáng, tìm công ty chuyển nhà thật sao? Cậu ngốc hả? Mình làm gì có tiền thuê công ty chuyển nhà? Mình chỉ muốn giữ thể diện thôi. Lại là ai nữa? Cô ơi, các cô đây là... Chuyện là những lời vừa rồi các cô nói chúng tôi đều nghe cả rồi. Theo lý mà nói thì chúng tôi cũng hiểu được, nhưng mà hai đứa con nhà tôi đều phải đi học đại học. Nhà cô ấy thì trên có người già, có trẻ nhỏ, chồng tôi lại bị bệnh nữa. Được rồi, vậy giờ các cô đi đi. Vậy cô đưa Dodo cho cháu. Dodo, bảo các cô đi thì đi đi. Chúng tôi cũng không nói là đi ngay. Chúng tôi đã nhận tiền lương một tháng, vẫn có thể làm đến cuối tháng. Đúng vậy, không sao đâu cô. Cháu đã gọi điện công ty chuyển nhà cũng sắp đến rồi. Hơn nữa, ở bên nhà mới nhiều bảo mẫu quá cũng không cần. Bây giờ các cô đi. Cô à, vậy xin lỗi nha. Chúng ta đi thôi. Chào các cô, tạm biệt. Bye bye. Muốn giữ thể diện cũng khó. Cần gì? Ngoan nha Dodo. Cô nói xem, cô Sang Sang này cũng thật là đáng. Sang Sang tự mình chăm sóc đứa bé. Lại còn cô ơi. Chào cậu. Chào cô. Vừa rồi cô nhắc tới Sang Sang. Vậy hai cô là? Chúng tôi vốn là bảo mẫu của nhà Sang Sang. Vậy giờ cô, nhà họ giờ đến tiền lương cũng không trả nổi. Chúng tôi quả thực không làm tiếp được. Vậy hả? Chính là như vậy. Cảm ơn cô nha. Không có gì, tạm biệt. Chuyện gì vậy? Nếu anh đã đau lòng vì Sang Sang như vậy, vậy chút tiền này anh trả giúp cô ấy. Không phải, chuyện này, Sang Sang, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chính là chuyện như vậy, anh nghe không hiểu sao? Tiền này là của mình, trong ngân hàng nói đóng băng là đóng băng. Giờ nói những chuyện này có tác dụng gì? Mau giúp tôi nghĩ cách đi. Nghĩ cách sao? Chẳng phải anh nói có nhiều bạn bè lắm sao? Giờ là lúc anh phải phát huy tác dụng. Em nói nghĩ cách. Anh có thể nghĩ được. Sao chuyện đen đuổi toàn đổ lên đầu em vậy? Không được, mình phải đến công ty một chuyến. Đại tiểu thư à, cậu không xem bây giờ là mấy giờ rồi? Người ta đã tan làm hết rồi.
Đúng vậy Sang Sang. Hay là thế này, để anh nhờ bạn hỏi giúp em trước, xem rốt cuộc là chuyện gì. Vậy còn đứng đây làm gì? Mau đi hỏi đi. Mau lên. Vậy anh đi trước. Bye bye. Vào đi. Lão Tam, đại ca. Xin lỗi, hôm nay tôi không nên nói những lời đó. Không sao, có gì đâu mà xin lỗi. Cậu nói đúng mà. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn sống trong thế giới của riêng mình. Trước giờ chưa từng suy nghĩ vợ tôi cần cái gì, con tôi cần cái gì. Tôi chỉ cho rằng cuộc sống đơn giản một chút là được rồi. Nhưng Tiếu Tiếu đi rồi, tôi mới ý thức được thật sự có khả năng là vấn đề của tôi, mới khiến cuộc hôn nhân của tôi đi đến nước này. Bây giờ thì tôi thật sự muốn thay đổi, khiến mình trở nên có giá trị hơn. Anh làm được rồi. Anh đã làm được rồi. Đồ nướng tôi ăn rồi, mùi vị ngon lắm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cái này anh cầm lấy. Để làm gì? Chắc anh cũng đoán ra rồi. Người mà tôi kể, đó chính là cha của tôi. Tôi không muốn anh có điều hối tiếc. Chút tiền này tuy rằng không nhiều, nhưng anh đã làm quầy đồ nướng thì làm cho to một chút. Tôi cũng không muốn con anh phải đợi quá lâu. Nhận lấy đi. Tôi không cần cái này. Coi như tôi cho anh vay. Không được. Làm gì có anh nào lại đi vay tiền của em. Vậy coi như tôi đầu tư cổ phần. Sao vậy? Mình xem nào. Không bị bỏng chứ? Không sao. Cậu đừng khóc. Hai người một lớn một nhỏ, thật sự mình không chăm sóc nổi. Mình sẽ không khóc đâu. Hay là thế này, cậu đưa Đô Đô tới nhà mình ở tạm đã. Mẹ mình cũng có thể giúp cậu trông đứa bé. Nhà cậu bốn người đã ở hai phòng dự kiến rồi. Mình và Đô Đô tới chẳng phải gây rắc rối sao? Vậy cậu cũng phải tìm một nơi để ở. Hay là cậu gọi điện thoại cho chú Cao đi. Cháu đồng ý. Không được. Dù mình có phải ngủ dưới gầm cầu cũng tuyệt đối không gọi điện cho anh ta. Cậu có thể ngủ dưới gầm cầu. Còn Đô Đô thì sao? Nó cũng ngủ dưới gầm cầu với cậu sao? Dì ơi, chúng ta quay về đi. Lúc mình đi hoành tráng như vậy, cậu có thể bảo mình muối mặt quay về sao? Ba sẽ không để ý đâu. Đại tiểu thư, giờ là lúc nào rồi? Cậu còn để ý giữ thể diện làm gì? Phải không? Dì Mạc nói đúng lắm. Bé lấy nè. Đô Đô, cậu không gọi điện phải không? Vậy mình gọi. Đừng gọi. Cậu mà gọi điện cho anh ta, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Bà cô ơi, rốt cuộc mình nên làm gì đây? Mình thật sự không chịu nổi nữa. Mình sụp đổ mất rồi. Tiểu Mẫn, làm sao? Lại đòi tôi trả con sao? Xin lỗi nha, tôi không làm được. Tìm thấy Đô Đô rồi. Vậy thì muốn tôi chúc mừng cha con anh được đoàn tụ sao? Hôm đó thật sự xin lỗi. Đừng nói như vậy, tôi tổn thọ mất. Còn việc gì không? Không thì tôi đi đây. Tiểu Mẫn, chúng ta nói chuyện một lát được không? Không được, tôi còn phải lên máy bay. Chuyện của Vu Bác. Vu Bác? Làm sao? Lẽ nào cậu ta muốn đi Mỹ? Không phải, cậu ta không định làm vậy. Vậy còn chuyện gì mà nói? Tôi đã nói chuyện với Du Bác. Quan hệ với hai cha con họ có phải không tốt lắm không?
mười mấy năm không sống cùng nhau, tình cảm liệu có tốt được hay không? Anh Vu đã lớn tuổi rồi, người ta khi già thường nhớ chuyện cũ, hơn nữa trong túi cũng có chút tiền, vậy đương nhiên trẻ nghĩ tới con trai. Nhưng con anh ta lại không cần, thậm chí không gặp mặt, càng không nói tới chuyện gọi ba. Giữa bọn họ ngoài tiền ra chẳng còn gì. Vậy chẳng trách cậu ấy lại nói những lời đó. Cậu ta nói gì? Bọn tôi nói chuyện về quan hệ cha con. Tôi cảm thấy cậu ấy đối với ba mình có hận ý và cả bất bạn. Nhưng tình yêu và quan hệ ruột thịt thì thời gian và không gian không thể ngăn cách. Vậy là ý gì? Liệu có khả năng cậu ta nghe lời anh Vu để đi Mỹ không? Không có đâu, thật sự không có. Tôi nói cho anh biết, Vu bác tuyệt đối không thể đi Mỹ. Tiểu Tiếu tuyệt đối không thể sống chung với loại người đó. Phải, anh phải cố gắng hơn. Nhất định phải bẻ gãy ý định đó của cậu ta. Tiểu Mận, đây không phải là cách tốt. Tôi cũng không thể ngăn cậu ấy cả đời. Tôi nghĩ cách tốt nhất là để họ hòa giải. Cao Hàng, anh là một người tốt, nhưng anh chỉ biết nghĩ cho người khác, anh cũng phải nghĩ cho Tiếu Tiếu. Phải phải. Còn việc gì không? Không thì tôi đi đây. Tiểu Mận, nhờ cô giúp tôi mang bức thư này cho Tiếu Tiếu. Tự anh suy nghĩ đi.着你指的方向走，停留在下一个。Tiếu Tiếu, 收到你的卡。Nhận được thư của con, 爸爸rất vui. 知道你现在过得很好。Biết vợ con sống rất tốt, 爸爸nên ba yên tâm rồi. 虽然tuy con 爸爸không ở bên cạnh ba, 但是爸爸nhưng ba vẫn luôn rất nhớ con. Không thể giữ con ở lại bên cạnh ba, không thể cho con điều kiện sống tốt hơn, luôn khiến ba cảm thấy ba không xứng đáng là một người cha. Có lúc ba nghĩ phải dùng cách gì để yêu con thì con mới cảm nhận được tình yêu của ba đối với con. Ba nhớ con từng nói con thích ăn đồ xiên nướng. Ba đã làm một quầy đồ nướng tự chọn. Nhất định ba sẽ cố gắng cho con thứ tốt nhất. Tin rằng khi nghỉ hè thì con quay lại, nhất định sẽ nhìn thấy một người ba rất khác. Rồi. Đây, cảm ơn ba.